Bé nhà có dùng kem bé. Anh chết là thấy đau với chiếc sức mình rồi. Bị phản cái mông là đi hồi nãy đây bị hột ớt văng mắt cây à. Ừ. Cái tóc tóc mùa mà tóc xấu nước nha, mở đâu có ra mắt nào tóc chà. Không có xấu nước liên tục luôn á, xong cái gì banh mát ra. Văng vô y con mắt luôn mà. Vô con đào với mẹ kì ra nha. Mà cắt đông với chị yêu. Nó không có cắt. Vô con còn mua nữa. Thấy mấy bữa đi còn nhiều con. Đừng có đi mua là xong xuôi. Yên ơi, lột dùng cái kẽo đi em. Cổ ngứa rồi đó. Không, cầm giùm chị luôn đi, cầm giùm chị nè. Cầm qua luôn.
không? Lá chanh có cay đúng không? Đủ hết. Rồi chị gọt lá hết.